Em Chiến mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Sau đây em giới thiệu các bác một con đẩy bot siêu khủng lem của hãng nha. Đây là con đẩy bot BM4250, đẩy 4 kênh. Các bác sẽ thấy được trên màn hình nó sẽ hiện là kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Đẩy 4 kênh này các bác chơi những cặp full 40 hoặc chơi sub. Đây là thuộc phần đẩy cao cấp đời cao của hãng bot. Con này nếu các bác mua chính hãng thì đập hộp thì từ nước ngoài họ nhập về thì bên Mỹ nhập về thì khoảng đâu đó 70-80 triệu nha. Con này thì hàng siêu lướt, em đấu bên Nhật về nha. Em này trang bị là 4 cầu điện các bác, 4 cầu điện dòng bao Smart BM4250. Còn cả cái tem này chưa lột luôn này, nói chung là hàng lướt các bác. Giá là 20 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship và dây tín hiệu và dây loa đầy đủ hết cho tất cả các bác nha. 4 kênh nên là nó sẽ đánh 2 cặp loa. Các bác chơi 2 cặp 30 hoặc là chơi 2 full 40 thì với con này là gọi là vô tư luôn. Size đặc trưng của dòng xe đẩy thì size 48, cao khoảng là 8 cm. Và hậu con bot này rất là sâu nha. Hậu con này chắc khoảng 50 đó, 50-52 đó. Hậu rất sâu. Bởi vì trong một trong những dòng đẩy khủng của hãng bot, khi các bác bật nguồn lên thì nó sẽ báo đèn đây và hiện đây, và cái quạt từ nó sẽ chạy một 3 giây sau nó ngắt. Đấy là nó nhảy ra ly sau nó ngắt. Quạt từ thì khi hoạt động nóng thì nó mới chạy nha các bác. Và đối với con này các bác chơi gia đình thì hầu như là không cần rồi. Quạt nó sẽ không cần rồi. Đây logo tem còn nguyên nha các bác, nguyên nha. Bao bot BM4250. Những con này là hàng sưu tầm, hàng Mexico. Đây. Dòng đời cao thì nó sử dụng dây loa là dây rách nha. Đây là đường tín hiệu đầu vào. Còn 4 đường tín hiệu vào 4 kênh. Em sẽ có, khi các bác mua con đẩy này em sẽ có dây tín hiệu và dây loa để các bác cắm đầy đủ hết nha. Đây là trạm loa này, cầu loa 1 này, cầu loa 2 này, cầu loa 3, cầu loa 4. Có nghĩa là chơi cho 4 cái chiếc loa. Đấy. Bốn kênh là chơi 2 cặp loa, các bác có thể chỉnh riêng biệt. Hai đường tín hiệu vào đầy đủ hết. Đây là những cái rack các bác. Khi hàng đi các bác chốt em sẽ có cầu rack để các bác từ dây kém vào van và xuống này. Tại những tất cả những dòng đẩy cao cấp của tất cả hãng đều sử dụng rack kiểu như thế này hết nha các bác. Và khi em giao các bác những cái đẩy nó cao đời cao như thế này sẽ có dây rack đầy đủ nha. Điện là 4 cầu các bác. Nó có khóa luôn này, khóa lại luôn này, khóa giữ dây nguồn luôn này. BM4250 nha. Nguồn sông. Đây là hiệu năng rất là cao các bác. Con này 4 kênh nữa, 1-2 kênh đó. Các bác nếu mà nhà chơi sub thì 2 kênh các bác chơi 2 sub. Hơi 30-40 đó, còn hai kênh kia mình chơi cặp loa hoặc là chơi một kênh một thì mình chơi một cặp một con sub hơi 50 nè, còn ba kênh kia là ba chiếc loa đấy. Rất mới nha, độ mới trên 95% luôn nha các bác. Còn nguyên tem luôn này, các bác về có thể gỡ ra dục cũng được cho đẹp. Là những cái volume tinh chỉnh cho từng kênh. Và đặc biệt em bot 4250 này thì các bác đánh tất cả các dòng loa, mà những cái dòng loa cần control thì con này cũng không cần luôn nha các bác, tại vì hiệu chỉnh của nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha. Nói chung một con đẩy bot tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng chơi chuyên nghiệp luôn. Đấy. Rồi em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Con này đẹp rồi, là gần như mới luôn, chỉ có một con được này về thôi. Đỉnh cao của nhà bot nha các bác, BM4250. Vâng, đây là cấu hình bên trong. Những dòng đời cao thì nó chạy nguồn sông và hệ thống nó không có rườm rà như những dòng đời cổ nha các bác. Nhưng mà hiệu năng nó cao, rất là cao luôn. Và đây là hệ thống lọc công suất các bác. Đây là lọc điện nè. Lọc điện nha các bác, lọc điện này, có cục lọc điện này các bác. Đấy, lọc điện này. Đầy đủ phần nguồn này. Và đây là phần lọc công suất cho hai vế này, có nghĩa là khi âm thanh mà nó vào nó ra tiếng loa cho các bác thì phải qua cái cục lọc này. Nên âm thanh những dòng mà đời cao nó trang bị những lọc điện này và lọc công suất á, thì các bác sẽ thấy độ chi tiết nó nâng lên rất là cao và độ méo tiếng nó cực kỳ thấp, chỉ số rất là thấp nha các bác. Đây, đây là phần hai lần lọc công suất rồi là lọc chất âm ấy cho hai kênh, là những con tủ đều bọc keo hết, đầy đủ hết. Đây là phần công suất, phần tản nhiệt công suất, và đây là phần bo mạch đấy, hoặc như bo nguồn, hệ thống nhận tín hiệu vân vân.
hậu rất là sâu, hậu lên tới 52, 54 luôn nha các bác. Con này thì các bác đánh vô tư, đỉnh cao nhà boss rồi nha. Nói về boss thì em là quá đỉnh rồi. Và đây, đây cũng là phần lọc luôn, có cục lọc này các bác này. Lọc tín hiệu đầu vào luôn này. Ở trong hệ thống lọc và xử lý âm thanh khá là cao cấp. BM4250, con này thì các bác cứ tham khảo nha. Con này hiếm hàng và giá thành khá là cao đấy. Em về được một con như gần như mới, bác nào sưu tầm thì alo. Đây đẩy 4 kênh rất là tiện lợi cho các bác chơi nhiều loa hoặc là chơi một con súp và kèm theo 3-2 cặp loa hoặc là 3 cặp loa vân vân. Còn với boss thì các bác chơi chắc cũng 4 cặp boss 3-1 kèm theo một con súp đấy. Còn 6-1 thì chơi 2 cặp tìm theo một con súp hơi cũng được. Vô tư, tại vì những con này là chuyên nghiệp rồi và nó chơi nó hệ thống của nó là hệ thống quạt từ nên là các bác trong nhà thì hầu như những cái quạt này nó không cần sử dụng tới rồi. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác. Đây là con boss BM4250, mở coi nội thất là mở ngược nha các bác, mở ngược lật cái máy là mới mở được nha. Giá 20 bao ship, cọc tiền cọc khoảng 2 triệu, chuyển khoản đủ em vẫn bớt 200.000.